từ chủ tịch trở xuống đều là đi làm thuê cho khách hàng. Ai là triệu phú đô la tức là người đó nhiều khách hàng hơn. Chúng ta không ai đi làm thuê cho khách hàng. Tim em đập rất là nhanh và nước mắt em đã chảy ạ. Thầy đã chăm ngòi cái những cái ước mơ mà bao nhiêu lâu nay em ấp ủ trong lòng của em ấy. Em rất là biết ơn thầy Tô Nhật ạ. Sau khi được nghe anh Đông ạ, giám đốc ở đấy thì chia sẻ thì em thấy một cái tư duy quản trị tuyệt vời. Và nhìn thấy hình bóng của anh Đông đâu đấy rất là giống hình bóng của thầy mình. Các nhà máy và dây chuyền của thầy nó vẫn còn rất là nhiều khoảng trống, nó thể hiện cái tầm nhìn của thầy. Chỉ cần mở rộng quy mô một cái là thầy có thể automate được luôn. Tức là công suất gấp 10 lần như thế này, không cần phải mở rộng thêm nhà xưởng và sẵn sàng vận hành được luôn. Sau bây giờ thì em đã biết được cái đường mình cần đi, mình cần phải bắt đầu từ đâu, sẽ làm như thế nào, xây dựng hệ thống ra sao. Em vô cùng biết ơn thầy. Và cho đến hiện tại thì Thu cảm thấy vô cùng tự tin, bằng tất cả những kiến thức, những kỹ năng mà người thầy đã cung cấp cho mình thì Thu hoàn toàn có thể về xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình một cách bền vững và đột phá trong tương lai. Là các bạn hãy đi học ngay thầy Tô Nhật, và Thu cam kết rằng các bạn sẽ không bao giờ hối hận về điều này đâu. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời, chạm tới cái cảm xúc của mình, và hai nữa mình học hỏi được rất nhiều điều qua 3 ngày qua. Cái trải nghiệm của thầy Tô Nhật rất là cuốn hút. Mình cảm thấy là đúng thực sự là những cái gì mình cần mình đều có thể học hỏi được ở thầy Tô Nhật. Là thầy đây là một thầy, người thầy vĩ đại. Với những gì anh trải nghiệm được là anh nghĩ rằng thầy sẽ giúp được tất cả các doanh nghiệp trả lời được những câu hỏi, có những giải pháp phù hợp. Tất cả những điều thầy giảng dạy nó rất là easy, nó rất là simple, nó rất là đơn giản. Và mình hoàn toàn có thể ứng dụng vào nó để cải thiện cho cái doanh nghiệp của mình. Mình tự tin rằng là với những gì mình đã nhận được ở đây sẽ giúp cho mình có thể điều hành và dẫn dắt doanh nghiệp của mình thành công vững mạnh trong tương lai. Thầy Nhật thì cũng có đằng sau đó có một cái doanh nghiệp, có cái nền tảng nó vững chắc. Anh nghĩ đây là con người làm thật, có doanh nghiệp thật và chắc là chia sẻ cũng thật. Cái anh học được nhiều nhất là sắp xếp lại, đóng gói lại quy trình của mình, làm sao đó nó một cách trật tự, một cách logic. Vào đây thì mình cảm thấy rằng là nó cực kỳ thực tế và giúp cho mình có được một cái tầm nhìn nó rõ ràng hơn, để trong cái ước mơ của mình nó sẽ thực tế hơn, mình có cái niềm tin bất diệt hơn ạ. Thực sự là chương trình rất tuyệt vời, đem lại cho mình rất nhiều những cái bài học mà mình đã rút ra trong cái hành trình kinh doanh của mình, và cho mình những cái công cụ để thực sự cảm thấy tự tin, cũng như là đem lại những cái tư duy mới, những cái tầm nhìn mới, chiến lược mới rất là tuyệt vời trong tương lai. Chương trình này thì rất là thú vị và rất là hữu ích cho cái con đường phát triển của mình trong tương lai, cho mình hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, tầm nhìn, chiến lược, rồi bản chất của sự việc của doanh nghiệp, làm thế nào kinh doanh để gì, để mình thịnh vượng hơn. Qua 3 ngày được tham gia cái khóa học cũng như là được đi tham quan học hỏi một số cái nhà máy, một số cái khu vực mà thầy Tô Nhật đang triển khai, thì mình có một cái cảm nhận vô cùng thích thú, đặc biệt là trong cái việc định hướng đối với một người chủ doanh nghiệp, thì mình thấy đó là một cái định hướng cũng như một cái sườn rất là quan trọng cho mỗi một người chủ doanh nghiệp. Thầy là người rất tâm huyết với mong muốn rằng là các doanh chủ Việt Nam thoát khỏi đời khổ chủ. Chính vì thế mà thầy chia sẻ tất những quá trình thầy làm việc, thầy phát triển doanh nghiệp như thế nào, không giấu giếm một điều gì. Chính vì thế mà tất cả các giám đốc doanh nghiệp của Việt Nam sẽ học được rất nhiều bài học quý giá từ thầy. Tôi cảm thấy là rất là vui
hạnh phúc và có thật nhiều năng lượng. Và tôi cảm thấy là sau khóa học này mình có thể bùng nổ và thực hiện được những kế hoạch trong tương lai một cách xuất sắc hơn. Khóa Distinct Đồng này là khóa cực kỳ xuất sắc của thầy Tô Nhật. Mới học có một nửa chặng đường nhưng Hoa cảm thấy nó vô cùng giá trị và đã thấy rằng là Hoa đã lãi rất rất là nhiều rồi anh chị ạ. Bức tranh của mình nó đã rất rất là rõ ràng rồi. Và Hoa cảm nhận được rằng là chỉ cần theo thầy thôi thì khẳng định 100% là Hoa sẽ thành công với cái quyết định của mình.